quý vị, khiếm khuyết tay chân là không ai mong muốn. Tuy nhiên trong cuộc sống này, vẫn còn nhiều người phải chịu thiệt thòi khiếm khuyết mất đi tay chân, để rồi mọi sinh hoạt hàng ngày đi lại cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hiểu, đồng cảm và mong muốn mang lại ý nghĩa cuộc đời cho người khiếm khuyết, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Kiên Giang phối hợp với đoàn 52 là bác sĩ sinh viên tình nguyện ở trường Đại học Mercer, Mỹ, lắp tay chân giả và khám trị bệnh xương khớp cho hơn 700 người bệnh nghèo ở Kiên Giang. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nha! Những ngày qua, ở Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Kiên Giang, không khí rộn ràng, vui tươi, nhộn nhịp khi nhiều bệnh nhân nghèo đến khám bệnh xương khớp, lắp tay chân giả miễn phí. Đối với người khuyết tật nghèo ở Kiên Giang, có được cái chân giả đi lại hay cái tay giả là cả sự ước mơ của họ. 2019 đó, tới nay lắp hai cái giò, tới nay đi thấy nó ổn định, nó êm, nó không có cắn. Rồi bây giờ tôi thấy tôi đã từ thiện trở lại Kiên Giang, tôi cũng đi làm lần thứ hai. Bữa nay tôi mới làm lần thứ hai cũng gần hoàn thành nha, cặp giò rồi. Nuôi cho lợi thế mình còn cầm cho gà ăn này kia, gom gà tắm rửa gà rồi cũng sinh hoạt bình thường, đi nó thuận tiện hơn cái lúc chưa có giò. Hiểu và đồng cảm với những người kém may mắn khi khuyết đi một tay hay một chân, đoàn 52 người bác sĩ, sinh viên tình nguyện ở nước ngoài này đã luôn nỗ lực làm việc như người đo huyết áp, đo đường huyết, bắt mạch và cấp phát thuốc miễn phí, người đo đạc chân tay rồi lấy chất liệu để làm chân tay giả cho người khuyết tật. Đặc biệt, sau khi làm xong chân giả, các bác sĩ lúc nào cũng đồng hành cùng với mọi người để tập đi trên chính đôi chân mới này. Cũng đi lên đi xuống, cũng bắn cái số gì cũng nó khỏe cho mình thôi, chứ không có dò giả sao đi không được đâu, bực bội lắm cho mình. Vì cảm ơn nè bà con cô bác để tiền điện ha, cũng giúp cho tôi cũng mừng lắm. Cái đợt khám bệnh xương khớp và lắp tay chân giả lần này thì có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là đối với người nghèo. Và nói nếu bình thường một cái ca khám xương khớp là kể cả thuốc trị bệnh là trị giá có thể là vài trăm ngàn, thế nhưng mà đoàn coi như là khám rất là chu đáo, rồi cấp thuốc đầy đủ, nói chung là bà con nào tới khám thì cũng đều có thuốc hết, thì đây cũng là một cái. Còn riêng đặc biệt là chân tay giả thì một ca là như vậy cũng rất là nhiều tiền, đối với người nghèo có lẽ là cũng khó để mà có cái tiền, số tiền lớn như vậy để mà làm cái chân giả hoặc là cái tay giả. Nói chung là có ý nghĩa rất lớn đối với những người nghèo. Coi như là hội sẽ tiếp tục phát huy cái kết quả này cho những năm tiếp theo. Đợt này, đoàn bác sĩ khám cho 700 bệnh nhân nghèo bị xương khớp, lắp 350 chân giả và 70 tay giả cho người khuyết tật nghèo ở địa phương với tổng chi phí hơn 4,8 tỷ đồng. Trước đó, năm 2019, đoàn bác sĩ và sinh viên tình nguyện này cũng đến khám bệnh và lắp tay giả cho hơn 789 người ở địa phương. Chi phí vật tư, thiết bị y tế do đoàn hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng. Việc làm không chỉ góp phần mang lại giá trị tinh thần mà còn có giá trị ý nghĩa sống thiết thực khi những người kém may mắn này có thể đi lại thuận tiện, sinh hoạt dễ dàng.